Tôi đang chuẩn bị siêu âm cho một cô bệnh nhân thì cái bệnh sử của cổ đó nó khá là rắc rối nha. Rắc rối là không phải là do ai làm cho cổ rắc rối, nhưng cái bệnh của cổ làm cho cổ bị rắc rối. Cổ không có biết tư vấn ai hết thì cổ mới tới đây để cổ tư vấn ở bác sĩ Ngọc. Thì đầu tiên á là cổ phát hiện một cái u trong vú. Cổ mới đi siêu âm ở bệnh viện ung bướu, thì trên cái siêu âm bệnh viện ung bướu mới nghi ngờ ung thư vú di căn hạch, cho cổ làm xét nghiệm tế bào. Thì sau khi làm xét nghiệm tế bào thì lại là nghi lao vú đó, chứ không có nghi ung thư. Rồi, đúng rồi, thế là bước tiếp theo bệnh viện ung bướu sẽ là làm co biopsy cho cổ. Co là sinh thiết lõi kim, như là bác sĩ Ngọc đã có một clip gửi đến các bạn là làm co là như thế nào đó. Sau khi làm co đó thì bây giờ cũng không ra lao mà cũng không ra ung thư luôn, mà lại ra lymphome, lại ra là nghỉ lymphome. Lymphome là một dạng ung thư hạch, mà cái hạch nó đang nằm trong vú chứ không phải là ung thư của tuyến vú. Vậy thì sau khi bệnh nhân được tất cả đều trong bệnh viện ung bướu hết nha, thì đây là một cái bệnh phức tạp, cho nên đôi khi là nếu mà được giải thích rõ thì mấy chị sẽ không có lo lắng. Thì trên siêu âm nghi ung thư di căn hạch, rồi tôi nhắc lại ha, xét nghiệm tế bào là chích kim á, chích kim vô thì lại là nghỉ lao, rồi co biopsy để xác định nó là cái gì á, thì nó lại là theo dõi lymphome. Rồi vậy thì cái bước tiếp theo là cổ được được cho làm cái hóa mô miễn dịch. Thì đúng rồi, cái cuối cùng là cái hóa mô miễn dịch thì sẽ rõ ràng cho cổ đây là một cái ung thư vú, một lymphome hay là một cái bệnh lao. Nhưng mà vì suốt một tháng, đúng không, một tháng hả, cổ được chỉ định trong bệnh viện ung bướu rất là đúng, không có cái động tác nào là thừa hết, nhưng vấn đề là cổ không được giải thích, thành thử là cổ hoang mang. Này đây, vậy bây giờ mình sẽ hỏi cổ một số ý nha. Bây giờ cái bắt đầu phát hiện cái bướu là cách đây bao lâu? Dạ 14 tháng 5 đó. 14 tháng 5 là tới giờ là hơn 2 tháng. À, thì phát hiện thì bao lâu sau thì em mới đi khám bệnh viện bướu liền? Đến mùng 1 tháng 6 em đi bệnh viện ung bướu luôn, em đi luôn cơ sở 2. À. Cơ sở 2 cho em làm cái đấy. Siêu âm. Siêu âm về kết quả đấy. Ừ, thì bao lâu sau thì được làm xét nghiệm tế bào? Rồi đến một tuần sau là em đi lên ung bướu. À. Ung bướu hôm nay. Ung bướu này thì là nói là có hẹn là một tuần nữa đi, đi một tuần nữa lên làm tế bào. Xong đến 10 ngày là mới có kết quả. Đó, là vừa rồi 20 em mới lấy kết quả ấy. Thì do bệnh viện ung bướu là rất là đông bệnh, và bệnh bệnh bảo hiểm và bệnh dịch vụ rất là nhiều, mà mình bác sĩ nguyên cả một bệnh viện là phải chăm sóc cho rất là nhiều loại bệnh. Thì cô này thuộc diện là ở phòng khám chứ còn chưa nhập khoa. Thì tính tới giờ là cô nó được một tháng rồi đó, mà cô cũng chưa biết cô bị bệnh gì luôn. Thật ra là nếu để so sánh nha, nếu mà ngay từ đầu cô đến với bác sĩ Ngọc cô tốn bao nhiêu thời gian nha, nếu mà từ đầu cô đến với bác sĩ Ngọc thì siêu âm xong làm xét nghiệm tế bào liền là trong ngày, là sẽ có kết quả xét nghiệm tế bào trong ngày. Rồi như là cổ là trong bệnh viện bú là một tuần sau cổ mới có. Rồi sau khi xét nghiệm tế bào nếu mà ra như vậy thì bác sĩ Ngọc cũng sẽ cho làm co. Thì nếu mà làm co thì 5 ngày sau sẽ có kết quả. Tức là nãy là một ngày cộng 5 ngày là 6 ngày rồi ha. Rồi nếu mà ra tình huống thì chắc chắn bác sĩ Ngọc cũng cho làm hóa mô miễn dịch luôn. Thì mình sẽ chờ thêm là độ chừng một tuần nữa. Thì cái lâu của chị á là do những cái xét nghiệm của mình phải chờ, phải xử lý mẫu. Đúng rồi, cái giải phẫu bệnh á, thí dụ như ở ngoài á, có thể có kết quả cho chị 4 5 ngày, nhưng mà trong bệnh viện phải 10 ngày đến 2 tuần. Đó, bây giờ là thêm một cái hóa mô miễn dịch nữa là đợi ít nhất 2 tuần nữa. 3 tuần nữa đến 20 đến 11 tháng 7 mới có ạ. Thì nếu mà mình làm tất cả ở ngoài chỗ bác sĩ Ngọc á, thì thời gian đó mình sẽ ngắn mỗi thứ vài ngày, thời gian nó ngắn hơn. Rồi vậy là giờ là em hiểu vấn đề của mình nè ha. Là do là ba cái chẩn đoán luôn mà giờ không có biết là cái nào luôn, tại vì hướng điều trị nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Rồi tại vì nếu mà lần này hóa mô miễn dịch và xác định là ung thư vú là phải mổ cắt vú nạo hạch đó, còn nếu mà ra lao vú là uống thuốc 8 tháng nó lặn hết, không có phải mổ gì hết. Còn nếu mà ra lymphome á, là truyền hóa chất thì nó tan chứ không có phải mổ. Đó là lý do tại sao mà bây giờ phải bắt buộc phải biết chính xác nó là cái gì. Thì hóa mô miễn dịch đó là cái cuối cùng rồi đó, cái cuối cùng là cao cấp nhất, và là sẽ trả lời cho bác sĩ lâm sàng bệnh viện bú là cái bệnh mình là gì ha. Em thấy không, ba cái bệnh khác nhau,
Các bạn thấy không? Cũng một cái u. Xét nghiệm tế bào nó vẫn chưa chịu ra nha. Tới lõi kim nó cũng chưa chịu ra luôn. Đó, rồi bây giờ là phải tiếp một cái cao cấp hơn để xác định nó là cái gì. Cho nên là đối với y khoa không phải lúc nào nó cũng là chính xác hết. Rồi, nhưng mà nếu như mà bác sĩ mà có cái kinh nghiệm á về ung bướu, là bác sĩ trong bệnh viện ung bướu là có kinh nghiệm rồi ha, thì người ta biết là phải làm thế nào. Nếu mà cũng u bướu mà các bạn đi khám không đúng chuyên khoa khoa đó, là các bạn hoài và các bạn cũng không biết vấn đề, và bệnh viện khác người ta cũng không biết xử lý tiếp theo như thế nào. Đó, thì cái ca này nó khá là hay. Để đợi kết quả giải phẫu bệnh thì chị sẽ nói thêm ha. Ừ. Nhưng mà khi có kết quả giải phẫu bệnh á, thì em vẫn là phòng khám là em vẫn được giữ phiếu á, thì chịu khó chụp hình lưu lại cho mình một bản. Dạ. Chứ là sắp tới mà em nhập viện em điều trị rồi tất cả nộp cho bệnh viện bản chính hết, em không còn cái gì hết trơn á, thì sau này em muốn tư vấn hay muốn khám ai á cũng không có, không còn giấy tờ để mà đi tư vấn nữa. Dạ. Thì bây giờ để tôi siêu âm vô cho cổ. Dạ. Thì đôi khi ở chỗ phòng mạch bác sĩ Ngọc cũng vậy, xét nghiệm tế bào nó cũng chưa chịu ra đâu, phải xin huyết lõi đó. Bây giờ xin huyết lõi nó cũng ra nữa, không rõ ràng. Em cũng lo lắng, em bị gây mất khá kỹ. À, đó là do cái bệnh của mình như vậy ha. Nhưng mà nếu mà mình được giải thích rõ thì mình sẽ không có yên tâm, thì mình sẽ không có hoang mang. Cái cục này sau khi sinh huyết lõi em thấy nó to hơn không? Dạ em thấy nó to. To hơn là do nó bị chảy máu nữa. Thì bây giờ trên siêu âm á, với cái cục này á, thì bác sĩ Ngọc không nghĩ nó là ung thư. Vậy hả? Ừ. Không phải không nghĩ nó là ung thư vú. Dạ. Có thể nó là lao hạch hoặc ung thư hạch thì đúng. Dạ. À, nhưng mà hai cái kia nó đều dễ chịu hơn cái ung thư vú nha. Nếu mà gọi là chọn ba bệnh á, thì tốt nhất là nên là lao thì uống thuốc đó hết. Và sau đó thì nên là lympho thì dễ chữa hơn là một ung thư vú. Tại lympho là em vô hóa chất là tan, em không có bị mất vú. À. Ừ. Thì cái này chị nói là chị thấy nó không có giống cái ung thư vú thôi. Dạ. Còn có phải là ung thư hạch hay lao hạch hay không là bây giờ sắp tới mình đợi cái hóa mô miễn dịch đó. Dạ. À, vùng đuôi vú bên trái có cấu trúc, có hạch, chị Hạnh, có hạch mở ngoặc đã co biopsy rồi, có một hạch mất rốn kích thước 26 x 18. Bây giờ chị có thể đọc được hạch là bởi vì em đã làm cái co rồi, chứ còn ngay từ đầu em tới với bác sĩ Ngọc á mà em chưa làm co đó thì chị cũng không khẳng định đây là cái hạch, mà chị nghĩ khẳng định đây là một cái vú vú nha. Bây giờ mà mình dám nói vậy tại vì có cơ hội được coi cái kết quả co rồi mình mới dám nói như vậy. Em này cứ chờ cho kết quả đâu, nó lại tăng giai đoạn khác á. Không, thôi vô hóa chất là nó lặn hết à. Ừ. Yên tâm này, vô mà vô một toa là nó lặn hết. Rồi còn cái hạch ở trong nách này thì chị nghĩ là hạch viêm nha. Dạ, con phải xin chẩn đoán bác. Không. Cần thiết cho em làm lại. Không, em đã làm đầy đủ mình bị kết quả phù hợp rồi, phù hợp với siêu âm của chị hôm nay rồi. Thì đâu có cần làm lại đâu. Nách trái có vài, chị là không phù hợp mới làm lại. Nách trái có vài hạch còn rốn. Rốn rộng. Phải vỏ hạch không đều. Vỏ hạch phì đại nhẹ nhưng mà không đều. Cái này là do viêm cấp tính do sao khi co thôi. Còn mấy hạch bác? Nách là mấy hạch viêm thôi chứ không phải hạch bệnh. Dạ. Ừ. Cứ mỗi cục này bệnh thôi. Dạ. Nhưng mà trong bệnh viện đã cho siêu âm những cái vùng khác chưa? Hay là chị đó, mới xem vú chưa? Đó, thôi. Ừ. Em đang hết viêm thôi. Em chụp nhiều ảnh thật sự. Chụp nhiều ảnh thì bảo là hạch ác tính. Làm em về em mất ăn mất ngủ. Thì cũng chưa chắc là nó ác tính hay không mà. Nhưng mà có vấn đề là ác tính không phải từ cái mô vú, mà ác tính của cái hạch. Yeah. Ác tính của cái hạch nó dễ chịu hơn cái vú. Yeah. Tại vì mổ hóa vô hóa chất là nó tan thôi. Yeah. Chứ còn không có bị mất cái vú. Yeah. À, mổ không có bị mất cái vú giống như ung thư vú. Yeah.
nếu mà ung thư hai bên rằng cũng phải mổ lấy u rắn bác. Vô hóa chất hết các toa rồi nó còn gom lại một cục rồi mới mổ lấy cái cục đó ra thôi.